Rồi siêu nhân xin chào cả nhà mình ha. Hôm nay siêu nhân đến với trạm Bạn Thùy ở Bình Dương nha con nhà nha. Siêu nhân đến theo yêu cầu của Mạnh Thường Quân mình ha. Siêu nhân hôm nay được chỗ mà siêu nhân mua thức ăn hoài mà cả nhà mình ha. Công ty thức ăn là Quỳnh Quốc Đạt á, gửi tặng cho siêu nhân là 200 cây thức ăn hỗn hợp. Thì siêu nhân một cây là 80g, 200 cây cả nhà mình ha. Thì siêu nhân xin dành cho trạm Bạn Thùy 100 cây. Tại vì trạm Bạn Thùy này cũng có các bé siêu nhân gửi rất là nhiều, tặng riêng cho siêu nhân, nhưng mà siêu nhân tặng lại cho trạm Bạn Thùy 200 cây, một cây là 80g. Còn 100 cây nữa thì siêu nhân đã dành tặng cho trạm Bạn Như Nguyên nha cả nhà ha. Trạm Bạn Như Nguyên đã dang rộng vòng tay đón các bé cứu từ lò mổ về bữa giờ đó. Thì siêu nhân tính là tặng cho trạm Bạn Như Nguyên 100 cây. Thì cái đó thì để siêu nhân sẽ trở lên Bạn Nguyên sau ha. Còn bây giờ thì để siêu nhân xin đọc cái thành phần cái thức ăn của công ty Quỳnh Quốc Đạt tặng cho siêu nhân ha. Thịt xay hỗn hợp, một cây là 800g và loại một cây là 1kg. Thành phần là gà, thịt bò, tim bò, gan bò, cá ngừ đại dương, rau củ ngọt đã xử lý. Giá bán lẻ một cây 1kg là 40.000, một cây 800g là 32.000 hết cả nhà ha. Đây là của công ty Trần Quốc Đạt tặng cho siêu nhân, siêu nhân tặng dành lại cho Bạn Thùy. Bây giờ thì siêu nhân sẽ cho cả nhà mình xem cái cây thức ăn của công ty tặng, và siêu nhân sẽ nói tên các Mạnh Thường Quân mình tặng cho Bạn Thùy hôm nay là cái gì nha cả nhà ha. Xin mời cả nhà. Đây, cái cây thịt nó là như thế này đây. Có tên gọi là gà thịt xay dinh dưỡng hỗn hợp. Nó thành phần thì siêu nhân đọc cả nhà mình nghe rồi ha. Còn đống đá cứng nhắc. Rồi bây giờ siêu nhân sẽ nói tiếp cái phần này. Trên xe siêu nhân bây giờ là có hai bao thức ăn mèo. Thì siêu nhân xin nói cả nhà mình vậy. Hôm nay á, Bạn Thùy được chị Tâm ở Florida, Mỹ gửi tặng cho 100 đô. Nói siêu nhân là mua cho trạm là gạo. Thì em xin nói với chị Tâm ở Florida về vậy ha. Trạm Bạn Thùy là mèo hơn 100 bé, chó thì khoảng 50 bé. Đâm ra là em xin chia làm hai phần, 70 con chó rồi hả? Chó hôm nay là 70 rồi. Thì em mua hai bao thức ăn mèo và 100 kg gạo. Thì Bạn Thùy, em kêu Bạn Thùy dưới này mua gạo nha chị ha. Mà Bạn Thùy nói là gạo dưới này 14.000 một ký. Mà kêu là phải ngồi chờ đợi lâu lắm. Đâm ra là em phải bỏ cái này xuống, em vòng về em chở gạo giùm cho Bạn Thùy. Cho nó tiện, vừa rẻ mà nó vừa tiện việc cho em luôn. Coi như là em không phải chờ đợi á. Đó, thì cái này là em xin nhắc lại một lần nữa ha. Hai bao thức ăn mèo và 100 kg gạo. Gạo thì hiện bây giờ là em chưa biết là bao nhiêu nữa. Thì cái này là của chị Tâm ở Florida, Mỹ tặng cho Bạn Thùy. Và còn các Mạnh Thường Quân mình tặng cho Bạn Thùy nữa. Thì chút xíu nữa siêu nhân sẽ đọc luôn ha. Bây giờ cả nhà mình thông cảm cho siêu nhân xuống thịt này và bỏ thức ăn này sẽ xuống, là siêu nhân chở giùm cho Bạn Thùy 100 kg gạo. Đi, bữa nào giặt đi. Rồi, thì bây giờ siêu nhân đã quay trở lại Bạn Thùy sau khi đi mua xe gạo nè cả nhà mình ha. Xong rồi, giờ siêu nhân sẽ vô quay các bé cho cả nhà mình xem luôn ha. Anh Hoàng Ngọc Lễ hôm nay gửi cho em 100 đô phụ với em nuôi các bé như là lúc kia của anh gửi đó ha. Dạ. Với lại em có thêm một bạn Hoa, bạn là Nguyễn Thị Hoa, chuyển khoản cho em 500.000 trước Tết lận. Nhưng mà hôm đó thì anh bận quá, với lại đi tùm lum việc hết, đâm ra là không có xuống được. Thì hôm nay anh sẽ giao cái phần tiền đó luôn. Rồi bây giờ siêu nhân bé gấu này, bé lết này cả nhà mình. Đó, bé lết đó. Gấu ơi, gấu à, gấu ơi. Mặt nó hớt lông rồi hay là đẹp trai dữ vậy? Ta đi tỉa lông mặt, cắt tóc. ăn Tết. Hôm Tết, tỉa hôm Tết rồi tới giờ hả? Đúng rồi, hôm Tết đi cắt nè, để không nó mọc ra dài dài, nhìn giống ông già quá. Hôm nay còn cái anh kia, hai cái chị có đeo bản tên nữa kìa. Anh ơi, gấu cũng có bản tên nè. Mẹ làm sẵn cho gấu mà. Đây nè, bản tên của gấu nó nằm đây nè. Bữa đâu mẹ lấy coi.
Rồi bây giờ để siêu nhân vô quay trong đây trước, rồi siêu nhân sẽ ra sau, phía sau sau nha. Bé Lết đã kêu với bé này kêu siêu nhân quá. Rồi anh đi vô đi. Rồi đi vô đây đó. Đây bé Lết nè. Bé này nè. Đây là hai bé của siêu nhân gửi. Cái này ha. Bé Lết với bé này thì cái nhà mình đã biết rồi. Thôi không có cần anh nữa. Không có cần anh. Ừ. Không có cần anh này ơi. Này à, ừ Lết ơi. Ừ thôi. Ừ thôi. Siêu nhân nói ha, cái nhà mình ha, có cái nhà mình mới biết siêu nhân đây thì có lẽ là chưa biết bé Lết bé này. Thôi không có sủa. Để siêu nhân nói cho cả nhà mình nghe. Bé Lết bé này là của siêu nhân nuôi từ nhỏ. Bé Lết là siêu nhân nuôi từ nhỏ cái nhà ha. Còn bé này thì siêu nhân cứu về, siêu nhân nhiệt gia đình nhiều quá, siêu nhân gửi xuống đây. Đó là hai bé đây của này của siêu nhân. Rồi đây là bé Thương. Đó, bé Thương này cả nhà mình. Đây là bé Thương. Hôm đó siêu nhân cứu trên xe lò mổ cái nhà nhớ không? Đó bé Thương đó. Bữa nay đẹp gái không? Trời ơi. Lết à, để ba nói chuyện. Lết, để ba nói chuyện. Lết. Trời chưa? Đừng, để ba nói chuyện. Nó gây vụ quậy với ổng rồi. Thôi 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 thôi. Hai đứa nó cần anh siêu nhân á cái nhà mình. Thôi. Thôi, để ba nói chuyện nè. Ba chở thức ăn xuống cho con ăn kìa. Thôi. À, Lết bé, vô cho mẹ vô coi. Bé Thương cái nhà mình hôm nay là đi thi hoa hậu được rồi nè. Đó. Bé Bình An. Hả? Bé Bình An. Trời ơi, bé Bình An. Con ổng không quên tên hoài, chán ghê vậy. Bé Bình An cái nhà, siêu nhân quên tên nữa rồi. Bé Bình An. Bé Thương là bé nằm trên giường á. Thương với anh Cục nằm trên giường. À, bé này à, bé Bình An hôm nay là đi thi hoa hậu được rồi. Hôm đó là siêu nhân cứu trên xe về là mổ ở nhà nhớ ha. Còn ở đây là bé Thương và bé Quập. Bé Thương là bé Quập và hai bé này là của bà cụ lụm dây chai cả nhà mình nhớ không? Đó. Còn ở đây là bé Cần Anh. Cần Anh vô cùng luôn. Bé Bình An là sắp sửa đi thi qua hậu ảnh chó rồi đó. Đó, đây là bé Bình An đây. Bé này là hôm đó siêu nhân cứu trên xe của các anh mà bữa giờ siêu nhân cứu cả nhà mình nhớ không? Đó, hôm nay là trắng bóc. Có da có thịt lên tí xíu rồi. Đi thi qua hậu được rồi. Còn đây là bé Thương. Đây là bé Thương của bà cụ lụm dây chai 77 tuổi ở cả nhà nhớ không? Đây là bé Thương đây. Còn đây là bé Quập. Bé Quập là bé mù. Quập ơi, Quập ơi, Quập ơi. Đó, nhớ bà không? Nhớ không? Nhớ ai cứu đưa xuống đây không? Hả? Giờ sung sướng chưa? Tắm cả nhà mình thấy khác không? Tắm rửa sạch sẽ ra, cắt lông tỉa lông đồ ha. Thương ơi. Ờ thôi không cần anh nữa. Ừ. Đâu có dám cho ông xuống rồi sợ là ông Lết ông thấy anh không cần anh. Đó nè, không nè, hửi đi. Hửi biết chưa? Đó, rồi không cần anh nữa. Thôi, để đó cho. Rồi đây là bé Lết của siêu nhân đây, bé này. Rồi thôi rồi mừng. Còn đây là bé Cần Anh vô cùng luôn. Con ghẻ, con rơi mà cũng Cần Anh nữa. Ghẻ con rơi mà cũng Cần Anh. Đây là cũng sau nay què giò rồi. Hả? À, bị đó, Lết đánh đó. Bị ai cắn? Lết đó. Lết cắn con mà què chân hả? Xin lỗi nha. Trời ơi, ba Khanh xin lỗi con nha, Lết cắn con mà. Lết à, con cắn em nè. Con hung dữ quá. Lết à. Lết. Thôi Lết ơi. Thôi, Lết cắn con hả con? Ba Khanh xin lỗi nha. Ba Khanh xin lỗi con nha, Lết nó hung dữ quá, nó cắn con hả, què chân luôn hả con? Ừ, trời ơi. Trời ơi. Ba Khanh. À, để ba Khanh đền bù lại nguyên một xe thịt ha con ha. Ba Khanh. Còn lúc kỳ thì ở dưới hả? Kỳ dưới. À. Kỳ có vợ trẻ ở dưới. Còn ở đây là con ghẻ không? Ở đây là con ghẻ của siêu nhân hết. Siêu nhân chỉ biết mấy bé giới thiệu cho cả nhà mình biết tên gì đó. Nói đùa với cả nhà mình cho vui ha. Chứ là mấy bé đó là siêu nhân gửi xuống bạn thì đó. Đâm ra là siêu nhân biết tên. Và siêu nhân thường quay cả nhà mình xem, cho cả nhà mình xem. Còn đây là các bé mèo của bạn thì. À, theo như siêu nhân được biết là các bé mèo ở đây là bạn thì cứu ngoài bãi rác về là nhiều nha cả nhà ha. Quá trời rồi. Gấu với mẹ con của gấu dưới á. Bé gấu ở đâu?
gấu gấu sáu mẹ con dưới á. Trên dưới này hả? Ở dưới không, ở nhà trong Lucky luôn á. Còn giữ không? Còn giữ không? Cái gấu còn giữ không? Không, ngoan hiền dễ thương. Ăn xong rồi đi không nổi, nằm đóng luôn. Em đi ra thôi, nha. Không có cần ăn nữa nha, không có cắn em nữa nha không? Nghe không? Ba đem trả thịt xuống cho ăn kìa. Nghe không? Không có cắn em nữa nghe không? Dữ quá là cắn hết đứa này tới đứa kia à. Nghe không? Không cần anh cắn nữa nha không? Nay ơi. Nay à, ba về nha. Nay thích nằm nha. Khăn lắm, vừa cháy khăn nha, leo lên nằm luôn. Ba xuống dưới, ba xuống dưới ba quầy, ba cắt đá mèo xong cho ba về nha. Nhưng mà ba xuống thăm nữa, nghe không? Nay chiều ba xuống thăm hai đứa. Ừ, ba xuống ba thăm, ba mua kẹo luôn cho hai đứa ăn nghe không? Con mày thả con ra, con với thằng Lết cắn con Coca, thấy không? Thằng cắn con đứa, cắn lỗ tai, đứa cắn chân nó què rồi, ha. Cho nên phải bị cột. Nói thằng Lết hả? Ờ, hai đứa hợp tác. Hai đứa liệt, chơi một đứa lành. Hai đứa hợp tác. Quập ơi, thương ơi. Quập ơi, đó. Ba về nha, ha. Kìa, thôi không có cắn em, Lết à. Ừ. Con thương á mà nó xa con cưng một chút xíu thôi là nó khóc liền. Sự khác biệt nó thấy cả nhà mình ha, sau khi lúc mà còn đang ở với bà ha, hôm nay là cắt bé sạch sẽ ra. Trời, sáng giờ phải rửa bằng xà bông chị ghẻ đó, tại vì nó thúi lắm. Rồi tôi nhân qua đây rồi quay xuống. Sao hôm nay bao nhiêu bé chó rồi? Hôm nay mình thêm 15 tên đó nữa là 70 rồi đó. Còn lớn thì 55. Ôi, đưa đít hả mày? Xấu hả mày? Mày làm xấu hả mày? À, 70 chó hả? Dạ. Mèo. Mèo 109 rồi, lên thêm 4 đứa nữa, 4 đứa trong chuồng. Thấy không? 4 đứa nhỏ trong chuồng mới lụm nữa đó. Mẹ nói thôi. 70 bé chó, 100 mèo. 109 cái mèo thôi nha Nai. Mẹ nói thôi nha con, mẹ nói thôi. Đi vô. Để em ra bán hạt cho mấy người nghe nha. Thôi kìa. Đó. Ổng kìa. À, đây. Lúc đi đây cả nhà, anh Hoàng ơi. Anh Hoàng. Lúc đi nè anh Hoàng. Trời ơi, này mập dữ vậy. Trời ơi. Đó là vợ của Lucky nha. Đây là vợ Lucky nha. Đó, vợ trẻ nha. Dạ hả? Không có vợ rồi hả Lucky? Lucky yêu bà này lắm vừa. Thôi. Mày nha mày. Lucky con gái mà phải không? Con trai. Đàn ông mà. Con gái hay trai? Con trai của người ta mà. Trai đâu trai. Trời bái. Không vừa phải đâu. Con trai. Cái hàng tôi vậy mà không có con trai gái. Lucky ơi là ba nè. Lucky bữa nay ra lông đẹp rồi hết anh Hoàng mình. Đó, ra lông hết diêm da rồi, lông lá đầy đủ rồi nha anh Hoàng nha. Đó. Bé Lucky thì bự con quá, ở chung với lại cái đám bự. Trong đây là khổng lồ không à anh Hoàng mình. Đứa nào đứa nấy mặt lù thù lù à, khổng lồ. Đây, đây gấu đây, đây gấu, gấu ơi. Gấu ơi, à rồi rồi, cho ba sinh nhân mừng luôn. Bé gấu, thôi gấu à, thôi. Thôi. Bé gấu này là hôm đó sinh nhân cứu một mẹ sáu con này nhà ha. Bữa nay mà hôm đó không cho sinh nhân chịu á. Hôm nay cả anh với sinh nhân luôn rồi. Mừng gấu luôn rồi. Thấy dễ thương không? À, bữa nay mừng luôn rồi. Trời ơi, nay mập dữ rồi trời. Mập thấy sợ luôn, nay ăn quá à, mập ghê luôn à. Vậy mà ba mẹ của bé gấu không có gửi gì cho bé gấu. Kìa, 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 thôi thôi thương rồi. Thiều á. Ba sinh nhân của mày á. Ừ, thôi đó, một mẹ sáu con đúng không? Nhìn ơi đẹp không? Nhìn lông đẹp không? Đúng rồi. Một mẹ sáu con phải không thầy? Một mẹ sáu con á. À. Thôi. Tát vô đùi ổng bây giờ nghe không? Nghe không? Không cần anh nữa. Không cần anh, tát vô đùi ổng á. Không. Thôi. Nó không cho ai lại gần anh á. Thấy ghê không? Không cho ai lại. Thôi gấu à. Hôm đó thì không cho ba chú ăn bụng ha. Bữa nay là dành ha. Thôi gấu. Ghê hồn, nó không cho ai lại gần đâu. Đó, thấy chưa. Khu ở trong này là bé bự không nha cả nhà mình. Đứa nào nó nói thù lù con à. Của nó này nhìn đi, nhìn ra không đó, con của nó còn nhìn ra nữa đâu. À, con của bé gấu này hả? Nè đó, trời ơi, cái mặt của nó giống nhau vậy mà không ấy hả? Đó, nhớ con vợ này không? Hai đứa con của bé gấu nè cả nhà mình. Vợ này nữa nè anh, nhớ con vợ không? À đó, trời ơi mày bự còn chỉ điếc đâu đúng không? À, anh điếc. Anh hả chị? Anh trời, anh luôn hả? Con ghẻ mà cũng mừng nữa hả? Điếc ơi. Gấu đi đâu vậy? Gấu giận rồi hả? Siêu nhân phái bé điếc lắm cả nhà mình. Theo siêu nhân dữ lắm.
biết. Rồi quân số gia tăng. Thịt chắc tủ đông rồi hả? Thịt nè, mở tủ ra xem ha. À, được ba siêu nhân cho thịt mừng quá, hôm nay thật sự là hết gạo, còn có bữa cơm cuối cùng là nhờ ba siêu nhân cho đồ ăn. Hết gạo. Hết gạo. Còn có đúng cử ngày hôm nay nữa thôi là hết. Còn ba siêu nhân tới cho. À dạ. Nghe gọi mình muốn chết luôn rồi có đồ ăn nữa. Trộn xuống. À, cái này thì siêu nhân nói lại một lần nữa với cả nhà mình ha. À, cái này là của công ty Quốc Đạt. À, năm rồi, nguyên một năm siêu nhân mua ủng hộ cho các trại đó. Thì dạng như là công ty Quỳnh Quốc Đạt này hình thức giống như là chiết khấu cho siêu nhân ha, cả nhà ha. Đại khái như vậy đó, phần thưởng cho siêu nhân á. Nhưng mà là 200 cây này là thức ăn dinh dưỡng hỗn hợp. Bò, gan, tim, rồi tùm lum hết trong đây, nãy siêu nhân có đọc rồi đó ha. Thì siêu nhân tặng cho Trạm Bằng Thì 100 cây. Còn 100 cây siêu nhân để dành tặng cho Trạm Bằng Nguyên. Tại vì Trạm Bằng Nguyên cũng cứu nhiều bé và Trạm Bằng Thì siêu nhân cũng cứu rất nhiều bé. À, hôm nay rồi. Gấu là dễ thương nè, Lucky cũng biết đeo, Lucky cũng biết mừng vậy đó đó. Lucky này cũng biết mừng chứ bộ. Lucky ha. Thì nó hay nó tưởng đồ ăn cầm nó hay táp quá. Đi. Cái ai? Táp lẹ, giật đồ ăn lẹ lắm. Vui vẻ hơn rõ ràng. Rồi gấu ơi. Gấu ơi. Mày với thằng lết đó là anh em. Gấu à, gấu. Mày với gấu, chị em gấu, nhau. Thôi không cần anh nữa, gấu, không cần anh nữa con. Hai đứa bay giống chị em nhau á. Cần anh kỳ cục. Thôi. Thôi. Bạch, nghe không? Có người tới là vậy, cần anh cái nọ. Rồi siêu nhân dắt cả nhà mình qua nhà mèo cái nữa ha. Trời ơi, bé gấu này mập quá à. Nó ăn xong cái nó nằm luôn, nó đi không nổi luôn. Mà nó ăn quá đó biết không? Giờ không để không cho ăn. Chú xin nhìn giọt đó giọt. Nè nè mẹ cho nè. Ở trong nhà mèo thì lúc nào cũng có hai bé Kỳ à, chơi với mèo chứ không chơi với chó. Mẹ cho. Mẹ cho. Mẹ cho. Rồi mẹ cho nè. Này mẹ cho, sợ quá trốn hả? Sợ quá trốn hả? Ừ. Trốn hả? Trốn, núp núp đi nè. Núp bên mấy cái nhà lầu của ba siêu nhân cho nè. Đâu? Nè, núp, đó, núp trong nhà lầu nè, thấy không đó. À, à. Cái đó của chị Phùng Thị Thu Cúc á. Dạ. Ăn đi đó, ăn đi mẹ cho nè. Rồi sợ trốn hả? Ăn đi mẹ cho. Rồi hôm đó có một con mèo gì gặp anh gửi anh nhớ ăn máng ta. Sao? Ừ, có một con mèo anh lụm ở ngoài anh đem xuống cho em á. Con đen nè. Nào. Đâu rồi kìa. Đó nó cho lưng đít vàng kìa không thấy hả? Dạ hả? Mới vừa cắt bi luôn rồi. Rồi thiến luôn rồi hả con? À, đó kêu phải không? Đó mày biết không? À. Chủ nhân lụm ngoài đường á cả nhà mình ha. Nè hai con của bà cụ nè. Mèo bà cụ nè. Đâu? Nè. Một con tâm thể nè, con của bà cụ nè. Thấy con không? Đang ngồi bên mình đó hả? Ờ à, đó. À. Con bà cụ nè, con trắng đen nữa nè anh. Có nghĩa là bà cụ là bà lụm da chai là anh em với ba quọc với thương á, cả nhà mình nhớ ha. Đó. Rồi đồng bé nữa. Đây nè. Đó ổng leo trên đầu cổ người ta ổng ăn kìa đó, đó mặt đó, đó. Bé bồng trắng đó đúng không? Ừ đúng rồi. Bồng đen trắng trắng. Ở với bà nay chắc mất nữa. Còn đây là chơi với mèo không chơi với chó. Không chơi với chó. Ê, ừ, đúng rồi quên. Không chơi ha, còn đây nè con. Cào móng đi á. Cào thì cái chứ bộ phái lắm, nó cả nó cào hết chứ. Thùng gạo nè. Gần hết rồi. Cứ gạo cuối cùng á bắt nồi nữa là hết rồi. Ừ. À. Tại vì nó bắt 3 nồi mà này hết 2 nồi rồi đó. Rồi bắt nồi nữa là hết rồi đó. Rồi, cử gạo cuối cùng mà lỡ hôm nay nói điện xuống thăm mà không có gạo rồi sao? Xuống thăm các bé chứ tao đâu em có đâu có nói là xuống chở gạo thì xuống đâu. Em sẽ kêu tụi nó khóc chù anh. Nào, có gạo ăn rồi kìa. Thấy không? Có được 100 kg gạo rồi, có được 100 kg gạo của mẹ Tâm ở Florida tặng rồi, với lại hai bao hạt. Đó cái này một cái nhà là
100 cây thịt nữa. Một ngày là 3 nồi. À, với lại 100 đô của ba Hoàng Ngọc Lễ tặng cho Lucky nữa. 500 ngàn của chị Nguyễn Thị Hoa nữa. Đó, sung sướng chưa? Nói chứ siêu nhân xin nói ngắn gọn lại một câu với cả nhà mình ha. Nhìn vô các bé là cái câu trả lời cuối cùng của cái trạm nói lên với cả nhà mình có sự chăm sóc các bé tốt hay không. Đó là cái câu nhìn vô các bé là có câu trả lời cả nhà ha. Gấu ơi, gấu ơi, chào ba siêu nhân đi con, đi gấu chào quá ba. Quá trời, ba mẹ mày chưa có lên thăm lắm. Điện thoại nó gieo dữ vậy trời. Thôi thôi, không có ra. Bằng áo nữa chứ. Bằng áo và sủa nữa hả? Rồi siêu nhân quay giáp vòng rồi hết trạm bằng thì cho cả nhà mình xem nè ha. Cứ mà nếu nửa tiếng nữa là chị em mình gặp nhau được. Ok. Đấy rồi. Rồi. Này ơi. Này à. Rồi, okay. Thương ông tắm. Rồi, giờ em lấy cho anh ra 130.000 đi. 130.000. Yeah. Đó, 130.000 này là mình mua 100 ký gạo với lại 2 bao thức ăn, còn dư lại 130.000 này là của chị Tâm ở Florida, Mỹ gửi cho em ha. Dạ, em cảm ơn chị Tâm ở Florida, Mỹ. Rồi, khoan từ từ. Rồi, bây giờ em lấy ra 500.000 giùm anh đi. 500.000. 500.000 này là của chị Nguyễn Thị Hoa tặng cho em là hôm trước Tết mà hôm nay anh mới đến anh mới đưa được ha, tại vì hôm đó thì cũng gần Tết rồi, đủ cái việc bận cũng đi được. Đó là 500.000 của chị Nguyễn Thị Hoa ha. Dạ. Còn ở đây em coi lại có phải 2.330.000 không? Dạ, em cảm ơn chị Nguyễn Thị Hoa. 2.330.000. Dạ. Đúng không? Dạ. 2.330.000 này là tương đương 100 đô của anh Hoàng Ngọc Lễ phụ với em nuôi bé Lucky. Dạ. Và các bé đó ha. Hôm nay anh cũng tới anh giao lại cái số tiền này lại cho em luôn. Dạ, em cảm ơn anh Hoàng Ngọc Lễ. Đó là ba của bé ba Lucky. Của bé Lucky. Dạ. Rồi siêu nhân xin nói với cả nhà mình ha. Trạm bạn Thùy thì hôm nay siêu nhân đến đây là chỉ đem yêu thương của nhà mình được nhiêu đó thì siêu nhân đã giao đủ ha. Còn bạn thì đã hết gạo rồi. Ngày hôm nay là ngày cuối cùng mà hết gạo mà siêu nhân vô tình siêu nhân đến luôn. Bạn thì rất là vui mừng, nhưng mà siêu nhân nói với cả nhà mình 100 ký gạo á, bạn thì chỉ cho ăn được mấy ngày? Dạ được 10 ngày. Ngày tụi nhỏ ăn 10 ký. Ủa, ngày ăn có 10 ký hả? Dạ 10 ký, tại vì buổi sáng em cho ăn hạt. Chiều em cho ăn gạo thì cái ba nồi đó là ra 10 ký. Mà nó xem nhau hơn chút, chắc như là 10 ký một hay lâu gì đó, đại khái là vậy. 10 ký mà tụi nó đứa nào nấy tròn vo vậy đó ha. Tại vì nó có ăn sáng. Sáng mình cho nó ăn sáng. Có nghĩa là 70 bé chó, 70 bé chó mà ăn một ngày 10 ký gạo nhờ phối hợp bằng cách nào của bạn thầy nuôi thì cả nhà mình nhìn vô thấy các bé cũng vẫn mập mập sạch sẽ. Và hầu như đứa nào đứa nấy tròn ình. Với lại mà 100 bé mèo nữa anh chị. 109 dạ, bé mèo rồi, nữa. Tụi em là mèo cũng vậy. Mèo thì nó chỉ có ăn 6 lon gạo thôi. 6 lon gạo với lại 1 ký mấy cá và gan gà với lại một ít bí đỏ hoặc là cà rốt hay là rau muống. Trộn chung vô là bữa tối của tụi nó, còn buổi sáng là ăn hạt. Chó thì buổi sáng vẫn ăn hạt. Trưa thì nói chung là em có cho ăn sữa chua. Ví dụ như tuần em cho ăn 2 ngày sữa chua. Thì tiền của cô chú bác cho mấy đứa nhỏ thì em mua sữa chua đó, em cũng mua nè, có mua sẵn để cho tụi con nó ăn. Đây là thùng sữa chua, sữa cho em bé đó, em mua sữa. Mua lần thùng vậy là cho rẻ hả? Dạ, một thùng này là 200 mấy 250. Rồi vậy là 48 hộp. Vậy thì gạo hôm nay là các bé được 10 ngày đúng không? 10 ngày sau em tự lo nha.
Dạ thì của mấy cô chú cho tiền nè, cái cứ mua cho tụi nhỏ. Giờ ba siêu nhân hôm nay cho đồ ăn vậy á, chắc có thể tụi nhỏ ăn cũng được hơn nửa tháng cái tiền cái đồ ăn đó. Vì em gán em 10 ngày hết gạo thì chù, không có chù được thì mua. Thôi nói đùa thôi chứ siêu nhân cũng mong muốn cả nhà mình chung tay với lại tạm bạn thì nuôi các bé với cả nhà mình ha. Tại vì siêu nhân gửi xuống đây tính tổng cộng là 6-7 bé gì đó. Thì hôm nay siêu nhân cũng có một phần trách nhiệm chút xíu. Nhiều quá, chục đứa luôn á. Chục đâu mà chục. Tại là tính đi, 2 nè, 4 nè, 5 nè, 4 mẹ con gấu là 9 nè, lúc kia là 10 rồi đó. Đúng chục quá nha. Siêu nhân nói 6-7 đứa rồi đó, rồi giờ siêu nhân tới 1 chục luôn. Chục nha, thấy không? Thôi sơ là 1 chục đó. Rồi. Chưa tính cái thằng mặt xấu này đó nha. Thấy không? Là 11 á. Thôi siêu nhân... xin đại diện chú kênh siêu nhân xin cảm ơn chị Tâm ở Florida và anh Hoàng Ngọc Lễ và bạn Nguyễn Thị Hoa rất là nhiều ha. Và siêu nhân xin chúc chị Tâm và anh Hoàng Ngọc Lễ và chị Hoa luôn luôn được nhiều sức khỏe và bình an nha, gặp nhiều sự may mắn trong năm nha cả nhà mình. Dạ, em cũng xin cảm ơn chị Tâm và anh Hoàng Ngọc Lễ và chị Nguyễn Thị Hoa và quý mạnh thường quân thương đám nhỏ nhà em và thương em giúp đỡ cho tụi nhỏ có cái ăn, cái ăn để mà no và có sức khỏe. Em rất là cảm ơn những cho em những đồng tiền này để em trang trải thuốc thang và thức ăn cho tụi nhỏ, em rất là biết ơn. Rồi, sư nhân cũng xin cảm ơn đến tất cả quý vị các bạn mình trong mọi miền đất nước luôn ha. Trong suốt khoảng thời gian vừa qua đồng hành cùng với sư nhân rất là nhiều và luôn luôn ủng hộ siêu nhân trên mọi nẻo đường luôn. Siêu nhân chân thành cảm ơn cả nhà mình. Đi tắm em bị lát nước nó nguội, tắm em nó lạnh tội nó nha.